đó, thấy không, đi làm cũng không yên nữa. Bữa nào cái hứng hứng cái gọi nè, đó bắt cầm theo này nè, thêm đầu nghề là chi không biết. Ủa hư xe gì mà bắt cầm đầu nghề theo, bắt Vũ em theo vậy? Nào đi lo lấy chiếc Mercedes về để tiệc này, chiếc Mercedes chở được mười mấy người á, Mercedes bự thiệt là bự của anh Đức á. Anh đậu ngoài lâu quá nó không có nổ máy. Vậy nữa là ngày mà là chủ nhật này đi đá banh là nguyên băng mình ngồi chung xe hả? Ê, chủ nhật lấy mượn chứ nó đi hả ta, kỳ không ta? Chứ sao anh tí nói đi nguyên băng vậy? Đi cái của anh Vinh với anh Michael á. Anh tưởng nói đi chủ nhật là chủ nhật này đi được vui á. Đây nếu lấy được chứ đi vui à, kỳ ta thôi, xe của chẳng cho anh Vinh mượn mà. Thì mình đổ tí xăng thôi. Anh đi mượn nhiều xe của ta, tao quý quá. Ồ, đồ mà có lý á. Rồi để hồi lên coi nghiên cứu thôi hả? Em đâu biết đâu, em tưởng anh tí nói chủ nhật này. No, cái đó là đi chủ nhật lần sau á, cái tiệc của anh Vinh á. Bà Hy đậu ngoài đường 6-7 tháng nay rồi. Rồi, hôm nay thần tượng mùa hãy trẻ lại qua đủ rơi mình đi đi lấy xe. Lấy xe, sao? Lấy xe của người ta ở cách đây khoảng chừng anh tí nghĩ chừng nửa tiếng. Ở trên Dayton á. Anh Đức Bradley hả? Anh Đức Bradley mình á. Ủa mà ảnh như ảnh Bacali mà phải không? Ảnh về, ảnh mua Cali nhưng cái nhà anh vẫn còn ở đây, toàn xe anh vẫn còn đây, chiếc Lambo vẫn để trên tù Lido á. Hy để ngoài mà Hy không cái bấm bỏ cái battery tender á, 6-7 tháng cái battery nó chết rồi. Mà xe đó có hai cái battery lận, hai cái bình lận. Mà cái Hy kêu người tới người ta cứ mòn cái bình à, bây giờ anh Hy mới find out đâu, một cái bình còn ở dưới gầm xe nữa. Là giờ anh em mình lại sửa xong đem về. Đem về là Sơn Hoang chạy về đó. Thôi em lái chiếc này. Thôi chiếc kia bự quá. Bất giỡn đi. 18 chỗ hả? Ở trong xe nó làm giống như cái kiểu mà bữa xe mà Mộng Hà, mình với Mộng Hà đã nói đó nhớ không? Kiểu mà giống Amazon á hả? Amazon á, cái xe ấy giờ xe Amazon đó, đúng rồi. Xe Amazon. À xe mà bữa bà Hương bánh bèo đòi mua. Đó, xe đó. Nếu được. Xe xấu. Thôi đi ha. Nếu được mà bồ nguyên, nhưng mà vô nguyên băng nguyên chiếc là nấu được sơn, tại mình chủ nhật là mình xuống đó mình còn nhậu nữa mà. Có một số anh em muốn về trước phải không? Không thì anh em nào muốn nhậu thì leo lên chiếc đó. Đúng rồi. Là coi như là chiếc em được vậy. Không muốn về luôn. Chiếc này 7 chỗ. Rồi, nói chung là hôm nay mình với anh Tý đi qua lấy chiếc xe về. Anh Tý điên mình không có ai lái về, anh Tý rủ mình theo. Chứ cũng không tốt lành gì đâu. Đúng rồi, tốt gì tưởng rủ đi ăn trưa này nọ. Ghê thiệt. Lên đây tình ăn luôn ha, kiếm nhà ăn luôn. Đây, cầm theo đống đồ nghề luôn, không biết có gì trong đây không mà cầm theo. Rồi, lát nữa quay tiếp cho bạn coi nha. Rồi, cuối cùng cũng tới nhà, tới khu nhà của anh Đức nha. Anh Đức này ở trên Dayton chứ không phải anh Đức ở dưới mình nha các bạn. Đừng hiểu lầm nha, anh Đức Bradley á. Amazon đó. Đây, nhà anh đây. Đó, chiếc xe đó. Chiếc xe này là chiếc xe mà mấy cướp nhà băng rồi đó. Nó hay ngừng lại, bắt đầu nó kéo cửa ra cái là anh em nhảy xuống đó. Xe của Amazon nè. Ồ, nhà không có ai mà có xe vậy, có chiếc Honda của ai vậy? Ồ, chiếc xe này chở nguyên đậu banh đi được luôn nè, đúng rồi nè. Ngầu quá ngầu. Quá hả? Bự. Bự Hương đâu mua chiếc này à? Đó. Ủa sao khóa rồi? Hồi xưa anh mua chiếc này anh làm gì ta anh Đức á? 100 mấy chục ngàn á hả? Đúng rồi, mà Mercedes mà. Anh Tý lái chiếc này đúng rồi đó, chứ em lái không được đâu, dài bự quá. Đây là một chiếc xe du lịch. Rồi có chiếc scooter nữa kìa. Chiếc ta nè. Con nghe mùi gì vậy ta? Chiếc là giống tướng mai, chiếc 50cc. Ồ, mùi chemical không à. Rồi, cuối cùng cũng kiếm được chìa khóa nha. Chiếc này bự quá. Trời ơi, các cỏ nó văng tùm lum rồi. Trên xe đã ngồi nắng cái ghế da. Xe đã ngồi nắng cái da bung luôn. Đúng. Thôi xe. Wow. Chiếc này chắc cũng mạnh lắm mới kéo nổi đống này. Sao anh nói bị gì để máy không lên hả anh Tý? Nó hết pin rồi. Giờ thay cục pin hả? Đâu thì giờ châm thôi. Châm phải chạy xe anh Tý lên tới đây chứ hả? Chiếc đợi nhiêu ta? 2,000 mấy hả? Ấm em vô. Ủa không có nút tự động hả? Hết bình mà sao nút tự động chà. Đó làm sao nè. Nó dừng nằm ghế đồ. Quay làm sao đây. Ồ lót gỗ luôn kìa.
có giường, vậy là được nhiêu 4 chỗ đây. Ủa sao biết cửa mở, chỉ mở cửa nào ta? 4 chỗ đây rồi, này có gì? Này thêm được mấy chỗ đây nữa tí. Anh trời ơi, bể mẹ luôn à. Để tí. Ủa trong đây hầm quá. Đi đây thà mình. Nóng quá, hầm quá. Mấy tủ đồ. Cái này các bài ra bàn để nhậu được nè. Rồi sau khi mò sữa thì thấy không thành công thôi. Bây giờ mình thành về đi về. Dốt cô. À, tí coi xe xong, tí nói xe này cũng có 7 chỗ à. Bằng chiếc Escalade này thôi. Nhưng mà nó cồng kềnh, nó bự quá. Không có worth it thôi, không có đáng thôi. Nói chung tí về lấy 2 chiếc Escalade đi cũng được. Tại lúc đầu tưởng chiếc này chở được 14, 15 người 15 gì đó người. Thế nó bự quá mà trong có 7 chỗ hả bạn. Rồi thôi để mình tí lên xe về Bến Tre lại nha. Mấy anh em ở Trung Lương chờ chút xíu nha. Ok, sau hồi lần quần lây hoay gần tiếng hồ không làm được gì hết thì cuối cùng cũng ghé ăn. Nó bụng quá tưởng lên lấy siêu xe rồi chạy về rồi. Đây cũng là những quán phở thân quen, phở 96. Giờ vô chắc ăn phở tiếp đây. Rồi sau khi ăn xong thì cũng đã về tới nơi rồi, thần tượng mọi giới trẻ nè. Hôm nay đi không được mẹ vậy. Tại vì cái qua rủ đi vòng cái giờ đi về. Đó, có đồ thùng đồ nghề, nhớ đem đồ nghề để quên xe tí. Sao bán đi đâu là quên tới đó. Này sao quên được mày. Ok. Ok thôi bye nha. Rồi bye anh tí. See you. Dân sau khi đi làm về thì giờ đó đâu lại đâu vào đấy chúng ta lại đá banh. Đội mình đang ăn trước 3-2 luôn, ghê thiệt. Tại hôm nay có con Mỹ Trắng nó qua nó đá giùm má, không có nó cũng mệt mỏi rồi. Bắt nghe được cái vô hết giờ rồi. Hay quá, đầu tiên thấy đội mình đang dẫn trước luôn nha các bạn. Chết mẹ anh, hai lần thôi, cái này nguy hiểm quá. Hết giờ nhảy lên. Hay quá. Đó một người. Yes. That's it. Leo nha. Yeah, hết thì một, tỷ số là 3-2, dữ quá. Sáng đi lấy xe với anh tí, xong về đi làm, giờ chiều đá banh vậy thôi. Cuộc sống hàng ngày vậy thôi. Ok, ai ra để mình vô nè. Mình đủ rồi đó. Ok, vô hiệp 2 nha. Tỷ số hiện tại đang là 3-2. Hôm nay xin xì đã hay quá. Anh em đá lên chân dễ sợ luôn. Sơn với chạy coi dưới đây Sơn. Sơn với chạy á. Anh Sơn anh mới vừa làm tới số 52 á. Anh coi anh chạy được nhiêu coi phút nha. Anh heo mệt rồi xin ra. Quá. Chạy quen. Rồi lên. Rồi nghe. Chạy. À nó không có trình lên. Ok, mình đang ép bên đội bạn nha. Chạy anh. Ép đội bạn. Chạy rồi, súp chạy rồi. Quang ơi, súp ông Quang. Sơn vô cũng múa mai dữ lắm nha, 5 phút à. Đè thôi Sơn ơi. Đè cứng luôn. Ờ. Đè cứng luôn. Đúng hay rồi. Quá. Cho qua. Dành ra dành. Chạy ra đường nào. Đi ra đường nào thì. Lấy gì bằng được.
lên. Thái người, thái người, thái sớm kìa, thái sớm kìa. Đâu vậy chạy ơi. Không mà không cho đi hay quá. Đi là dễ, như vậy đâu phải đi dễ với mấy anh em đâu. Trái đó mà gặt được á, nó hậu vậy nó đè tiền đỡ đè gãy giò luôn đó. Để là cầm bóng hoài vậy. Vâng, mình mới vô được 3 phút mình thở như chó luôn. Đẩy vô chính giữa, đẩy vô chính giữa, đẩy vô. Vâng, chưa khởi động. Đưa liên hiệp. Bên em này đã hay quá, đá con nét quá. Chết. Trời ơi. Heo đá luôn heo. Đúng rồi. Yes. Cảm ơn em ơi, em cảm ơn. Good shot, good shot. Yes. Oh my god. Giải phẫu. Vậy mà để nó sút. Anh hiểu game kịp. Hàn đi. Thấy mỗi anh em một cú đá, một bước chạy của anh em bây giờ cũng ha. Ok, đây là trận thắng đầu tiên trong lịch là tại nhờ có thằng Mỹ nó hép. Lần đầu tiên trong lịch được ăn. Lần đầu tiên được ăn luôn. Má mà nhờ mướn ngoại binh á. Má nhờ mướn ngoại binh. Tự tin dỗ bóng rồi. Rồi sau khi đá banh thì chuyện gì tới cũng sẽ tới.
nay thì mấy anh em ra hơi đông đủ là tại vì chia tay với anh Thuận. Anh Thuận anh về lại tích xịt, mẹ anh yếu cho nên anh về. Đến mẹ anh khỏe anh quay lại. Đây, hai trọng Thuận. Nay chia tay anh Thuận nha. Hẹn ngày tái ngộ. Rồi anh Thuận sẽ thu xếp. Xuống chơi với anh em. Hẹn ngày tái nạn. Ba tháng sau Thuận lại về lại. Ba anh tạm biệt anh Thuận thời gian để anh Thuận về lại nhà chăm sóc mẹ. Nay thì anh Hà quận 8 anh có làm chân gà. Chân gà. Với anh Linh anh có đem dê theo. Có dê theo. Ok vậy mai anh Dũng nữa. Mai đáp anh 8 giờ sao em nó rồi mấy anh em tập trung khá là đông đủ nha. Đó chị Lan với bà Hương bánh bèo mới cầm thêm mồi vô nữa đây. Bà Hương bánh bèo đây muối tơm muối tiêu cũng như cha ở lại còn Lan có nhiều fan hỏi lâu không gặp chị đi chị Lan ơi. Nhìn bản bén như thường lắm bà mẹ bả đi ra bả trà trộn với lợn mỹ đen không mà đủ cái bảo ra đâu trà trộn mới được mỹ trắng mày nó mới nhỏ trà trộn mỹ đen sao nhiều quý vị á bà kêu bà bén mới ghê chứ. Rồi, đem này nữa, bánh tráng nữa. Đem lên vô bánh tráng ăn phía bà. Rồi, hiện tại thì 11 giờ đêm nha. Rồi, mấy anh em cũng... Chồng làm 3.000 tháng. Vợ làm 5.000 tháng, được cả có một thiếp luôn á. Đây, giờ chỉ còn là những gương mặt thôi. 6.500 à. Chị Lon, Mỹ Đen, anh Hà. 1.500 một tháng là bơ ăn luôn sao? Mai giữ sức, bơ ăn luôn bao nhiêu ở đây. Chứ ca trời ơi, 1.500 tháng luôn. Ờ, lắm, từ ngoài giới trẻ qua. Thôi, chào fan cái đi kìa. Quy rồi. Ờ bà Hương này không trang điểm nó mưa che đồ lạnh ghê đó, bà tối nhà vừa hao chồng vừa ăn ở luôn ăn nó ăn luôn đây đồ ba ăn luôn đầu ngàn rưỡi bằng sống như xưa 1.500 tháng heo chạy luôn nha ăn luôn chị chào pha ăn luôn like và subscribe nhớ bạn nha thích thì like thì like rồi subscribe nước tiền gas ok anh em Dũng ba anh Dũng ơi qua anh em nha rồi anh Thuận ba nha ok rồi anh Thuận làm nay chắc là bữa nhậu cuối với mấy anh em rồi anh Thuận về tới xịt lại một đi không trở lại nhưng mà ngày ngày sẽ quay trở về đúng rồi ngày ngày sẽ quay về anh em đây mến anh em đây dễ thương quá rồi ok thôi ba mấy em là trên toàn thế giới là người ta muốn qua đó nhưng mà trước cái qua là tí phải lọc ok gì vậy anh em đừng có bị gì vậy phải lọc cái này ở mùa năm đây vui lắm chứ không phải là giống như chị Lan có chào fan không anh em suy nghĩ bye cả nhà nha gặp lại đó ở mình mới mình ở về rồi mình biết mùa đông như thế nào thôi bye mấy anh em nha.